Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho biết số bệnh nhân bị chó mèo cắn đang có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận 99 trường hợp bị chó mèo cắn đến tiêm phòng dại. Trong đó có 56 trường hợp nguy cơ cao phải tiêm huyết thanh dại, chiếm 56%. Theo các bác sĩ, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật. Đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Để chủ động phòng chống bệnh dại, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp, tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rông chó mèo, chó ra đường phải được đeo rõ mõm, không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo.